Mục tiêu hôm nay là cài đặt thuật toán huấn luyện trên cây quyết định của thuật toán ID3. Nội dung lý thuyết sẽ học ở lớp rồi, chúng ta sẽ viết thử thuật toán thôi. Toán như thế này. Bây giờ mình sẽ viết thử luôn nhé. Đầu tiên ta cần phải có dữ liệu nhỉ. Dữ liệu ta sẽ lấy luôn triệu này. Dữ liệu này luôn. Đây. Đấy, có rượu này, rượu nhỉ, rượu quanh đây ấy rồi. Mình sẽ cái nồi đó. Rồi. Right file đúng nhỉ? Rồi. Cái này tên là tennis. Nó có chưa được. Rồi, có rồi. Được vào. Thì ta sẽ cộng cốt đây. Sau khi đã có cái file rồi, đã bắt đầu là copy, bắt đầu là đọc file nhỉ. Đầu tiên import pandas. Nó sẽ là input file. Đọc file thôi. Chép đi. Chép. Bằng là pd.read. Set về. Và input file. Chép vào đây rồi. Xong. Vậy lên nhé. Giờ có rồi. Bây giờ là tiếp theo là ta sẽ phải yêu cầu này trong cái nhìn này chúng ta có tính một số cái. Ta cài đặt entropy trước. Hàm entropy sau cài đặt tiếp cái hàm gain này. Gain xong người ta sẽ có thể từ gain này ta sẽ lấy được tính được thằng sẽ đầu từ bước 1. Entropy. Entropy bằng tổng như này. Ta sẽ có như sau. Rồi. Def entropy. Entropy. Đầu vào của nó sẽ là cái data frame. Thế là mình đã đủ rồi, nhưng mà bổ sung thêm cái tên cột. Cái cột chúng ta sẽ làm mục tiêu ấy. Cái cột này, cột yes and no này. Đó là mục tiêu. Cột. Kiểu chuyên. Nó lại trả về một cái số là số kiểu như kiểu float rồi. Giờ sẽ định thì có lấy gì? Lấy n. Cái bằng là cái data frame này, cái cột này. Để cộng tất cả cột thôi. Lấy cột thời gian này. Sau ta sẽ vali cao. Để, lấy tất cả các trị cột thời gian. Tụng lại không? Tốt tốt. Bằng là sum n.
Hơi bằng tí mình không biết. Bây giờ tôi làm phòng lập nhé. Phòng lập tí là này. Rồi đi sau. Kết quả. Thế bằng không đi. Đáng lẽ với Comprehensive hay hơn nhưng mình chưa quen lắm mình dạng này ạ. Rất rõ ràng ạ. Rồi mình sẽ tính cho item. In n. Là mỗi cái P này. P cho vui. Mỗi P trong n thì ra có không phải đâu, item đâu. Item. Trong này là lấy cái P đúng không? P này. P sẽ bằng nó to nhỉ. Thì nó dễ. P sẽ bằng là item chia cho tổng cộng quả. Thế là trừ bằng với dấu trừ trừ này thằng P nên với à quên mất còn tính cái thằng mát nữa import này. Thì có thể tính được cái thằng logarit logarit math logarit số 2 để sao return p à, return đi sao vậy xong cái thằng entropy tiếp đó ta tính tiếp thằng gain của nó gain như vậy thôi gain được gọi SA này mà chu kỳ S này sẽ cộng thêm cái cốt tích nữa định nghĩa gain như thế S thêm A thôi thôi cũng trả về một số kiểu thú thực ở số kiểu float. Lần này là A nữa đó là A đi A kiểu rồi tiếp kiểu mảng rồi nó sẽ lính đầu tiên tính thằng entropy nhá. Entropy S bằng là được hàng hàng entropy của S. Xong. Bây giờ ta cần phải lấy những cái tức là này ta tách những cái cụm này theo A đó, SV bằng x là x cộng là điều kiện là này. Thế thì ta làm thế nào? Tách kiệm này thì ta sẽ nhóm theo A. Với A là một chuỗi tên của cái cột đi. À tên cột, tên cột. Tên với cột. À đây là một cái thuộc tính trong S tên với cột. Đây là tên của cột. Đã có sao. Ghi chú này. À. Đúng đi. Cái cột nhá. Current name hoặc là attribute. Un attribute. Đó cái này. Tiếp theo, có tiếp theo này. Copy này, ta tính tiếp là nhóm. Cái này mọi người xem kỹ trong cái hàm nhóm Python nhé. Nhóm này bằng s chấm group by group by group by cái gì group by theo cái
các cái cột, các giá trị trong cái cột này là nhóm theo kiểu kiểu là số là các cái giá trị giống nhau thì ta gặp nhau. Ví dụ này, ta sẽ thử luôn. Chúng ta có df này nhé. Có df, f đúng không? Df ở trên này, ta sẽ thử cái luôn này, dễ hiểu. Print. Gain. Một cái này cái alloc đi. Win đi. Cái cột cuối cùng tạo ra cột là play tennis đúng không? Play tennis. Lỗi gì? Sai à? À quên thích cái cột. Terrible hỏi tôi rồi xong biết sẵn này à, này nó thiếu cái này rồi xong nó bị nó thiếu cái gọi hàm rồi đây hãy print get item get kiểu như thằng có là thằng không? Hãy có từng cụ một này gồm tất cả các cái thằng win strong này gió mạnh nó là một cụ cho wick là một cụ đó đây là gió này gió này chỉ vậy các cái tách như vậy không là tách theo các cái giá trị trong cái cột này tách cột là cụ wick strong là riêng gió mạnh thì một cách là nhóm riêng các hàng mà có gió yếu cách là một nhóm riêng đó kiểu vậy rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy ra những giá trị ở trong cái hàng đó nhá là có unique thằng s a unique in thử in thử ngay thôi đây có wick strong không có hai loại gió yếu và mạnh bây giờ ta sẽ duyệt qua loại gió đó để tiến hành trong cụ này để cái này rồi duyệt qua này tính SV SV cho phi này sau SV đúng không đã có for item in unique value ta gọi SV SV cái bằng là cái nhóm trên đúng không? Cái nhóm trên này lấy thông tin lấy cái nhóm nữa là cái group nhóm item sau đó thử in nhé in ra cho nó đấy in SV với thưởng có cụm này rồi có những cái thằng này là những data frame riêng data frame riêng này có hai data frame
tách đôi ra, trong riêng, with riêng. Tiếp theo chúng ta sẽ có SV rồi, chúng ta cần tính NV nữa. NV chính là cái này này, tức là cái độ lớn của thằng này, lực lượng của tập này, lực lượng nhé, lực lượng của SV. NV là độ dài cuối dòng thôi, SV xong, xong rồi SV ta. Kết quả, kết quả ta sẽ, đây là kết quả, kết quả đây là bằng entropy không? Result entropy. Ta tính tổng nữa này, nhớ này, thử gain này bằng này, chỉ dần đi thôi. Đó, result trừ đi bằng là có, đây là s lực lượng của v trên lực lượng của s, sau đó lại entropy của sv. À quên, chưa tính cái thằng lực lượng của v nhỉ? N bằng len của s. Rằng là lực lượng của thằng NV chia lực lượng của N, lực lượng của S nhân với entropy, entropy của thằng SV. Sai à? À, thiếu cái cột có được. Cái cột mà cột chứa thông tin liên quan cái cột mà sẽ được chọn S hàng đầu ấy. Ta sẽ coi xong rồi, ta sẽ return ở đây. Return result. Ta sửa đây không? Thì như ta để cái này là nó là như trong bài giảng ấy, ta có thằng như thằng này. À, nếu tính gain, gain đâu? Gain này khác nhé, gain này ta chính là đầu nó khác. Tính thằng này, có thằng nào nó tính thật đẹp tí. À, không có đây. À, tính thẳng luôn, nó không có xung quanh kia. Đây, win này. Đây, đây, 40481 này. Chính đây là cái nó cần này. Đó, chính là cái này. Xong rồi, xong thằng này rồi. Bây giờ thì chuyển sang tính tiếp là thằng là thuật toán đi D3. Giờ chúng ta đánh video 3. Dev ID 3. À, anh không dùng an lần cơ. Đầu vào của nó. Gì đây? Đầu vào hàng toán này nó sẽ là tập huấn luyện này, lớp các nhãn và attribute. Thì ra đây chỉ quan tâm đến attribute này rồi tập nhãn nữa, tập S, tập S. Thằng này là PD chấm data frame. Rồi. Tiếp theo view đó là AS, AS đó là kiểu mạng, thì là danh sách của các attribute không được. Ngoài lớp của ta là gì? Đây cái đây là cái cột của chúng ta, cái tên cái cột của chúng ta sẽ dùng để cái đấy cùng ấy, yes no rồi. Bây giờ thuật toán đây có cái cái này nhá, bây giờ các label phải tính này riêng, là một hàm riêng đi, cộng code def major class đây vào. Cái này đầu vào của nó chỉ data frame đúng không? Chính xác thôi, chúng ta phải thêm cái cột này vào đủ để nó tính được, nó dễ vì tính nó hãy đỡ phải cộng.
ta sẽ lấy thông tin ra n bằng s này, lấy cái cột ra sau đó bao nhiêu cao. Cho trả về cái index của nó là cái index của cái thằng return này. N.idxmark. Index của thằng thứ nhất. Giờ thuật toán này, nếu mà tất cả các chi set này thuộc một lớp C ở đó thì trả về cái lá thôi, không đây đã có gì đây là lý n đi. Nếu mà độ dài của n tức là cái được cái giá trị nhất đấy bằng 1, tức là chỉ có một cái giá trị nhất của n trong cái dòng này, tức là kiểu có z hay không đâu, còn n z hoặc đâu ấy, tức là khi lọc hết sau ấy thì cái cụm data frame này thì chỉ chứa cái giá trị ở cái cột cột planet này, nó chỉ là z hoặc đâu thì ta coi dừng lại ở đây, ta sẽ trả về return n chấm index cái chắc không đâu, trả lời chắc không đâu. L không kêu nếu đây là nếu mà attribute là rỗng thì sẽ trả về cái lá với cái major này đúng không? If attribute len của hai bằng bằng không return major card label s bằng s column bằng column đó, lấy quậy ra sau hàng cái đầu theo gọi ở đây tìm ra A là một tập của các thuộc tính mà nó là tốt chất không, thì dùng cái grain thôi, cái file grain ta sẽ ví dụ ra thì tìm một cái đầu này chọn này thì ta sẽ như sau hàm này bên ngoài nhỉ, hay bên trong này, bên trong này cho xem mà nó có thế này best grain không đi, mình cách gain lớn hơn bằng không mà đấy for a in s tìm kiếm một cái a phù hợp nhá đấy, đi. Từ cái gain hiện tại bằng là gì hàm gain này gọi cho cái s bằng s a bằng a, cái a này đó là cái thuộc tính mà cái cột nào ấy. Chọn cột đó tách của dụ là cách tách của đó thế nào, tách thử của đó lớp bằng column. Cái này chính là rồi chính là đoạn này đoạn tách này theo sẽ nếu ok là cái giá trị hiện tại ấy rồi xếp nhỉ bạn sao lớn hơn basket thì ta sẽ rằng chọn được thằng nào thằng A
Xong. Đã xong rồi, cái là thằng A tốt nhé. Đã chọn được A rồi. Thì nó sẽ đặt thằng nào rút luôn. Nó sẽ chia tách cái nội dung này sang thành chia tách nội dung của S thành thành cái chỗ A không? Chia tách cái nội dung của các cái data frame của S bằng thông qua chia tách theo các giá trị trong các hàng thuộc cột có thuộc tính A để những cái đi nó như là có chung tính chất thì nó đi cùng với nhau như mình đã làm thế group by. Add group by add cái hàm add chọn cột A. Sau đó ta có một cái new A. Cái này là nào Python nó hay có thói quen nó truyền ở đến gọi là truyền gọi là truyền cái tham trị nó gọi là truyền cái nhỉ, referency gọi là tham chiếu nó phải copy này nó đảm bảo không lỗi. Cái này mọi người nếu mà chưa học C hoặc thì hơi khó giải thích. Đó là một cái thằng truyền tham chiếu phải copy này một cái đối tượng mới hoàn toàn copy nội dung này là trong C gọi là deep copy trong cộng gọi là deep copy. Sau đó xóa cái thằng đi new as remove. Đó, xóa cái thằng xóa cái thằng chosen đi. Coi như ta đã dẹp đi không? Đây, cái buổi này, ta lấy thằng này ra không? Bỏ đi. Theo ta chạy ở code vào màu cam nhé. Chứ ở màu cam tập cái lúc đó gấp thời mà đó. Có hộp cam này sẽ for item values in group. Chú ý rằng là cái thằng mà sinh ra bởi cái thằng cái đối tượng sinh ra bởi cái group by này là một từ điển nhé, nó còn có item value. Ta có một cái thằng s mới. Đây chính là cái thằng s này, s mới, s v cho nó vẻ nó giống dễ hiểu hơn nhỉ. s v nên bằng là value chấm sao xóa đi bỏ đi cái cột cho A vì là cột này đã dùng trong phần đánh dấu rồi hay là dùng rồi không axis cho bỏ cột nhé phải dùng một rồi, bỏ cột à từ cái data frame đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nếu chính ta cái dòng này nếu mà là empty nếu độ dài của SV không return gì return cái lá đó đây không cần return gọi à, để sinh lá chứ không phải return sinh thôi sinh ra một lá để sinh ta sẽ đặt tên rồi thôi sẽ là root item thêm bằng là cái đã đó đúng. Bằng là major class rồi major class label thì set rồi major class label tập đề tập s xong else nếu không ta sẽ đặt gì root thứ ai tập sinh root nữa bằng idg gọi điện quy đây của cái thằng s là bằng cái sv hết quyết ra đó a
A bằng là new A. A mới là S, S rồi, S. Cột giá trị cuối cùng thế không? Cột mục tiêu. Column. Bằng column thì là mục tiêu cũng thế thôi. Thì không đổi. À còn hết, còn chưa hết, còn trả về á. Gọi cùng không? Return này. Return. Một cái một cái cặp Johnson hai chấm rút rồi, bây giờ ta sẽ thử kết quả nhé. Người ta sẽ đấy, thiết lập một cái gọi là thế nào thông số đây, đây ta có thế này, ta sẽ không này không, ta phải bỏ bớt cái thằng giờ ta có ghép được không, ta có các thuộc tính chữ A này, tính A ta ghép trước thì ta cần phải bỏ thằng đây đi, đây là hoàn toàn nó không quan gì cả, nó không tính tác dụng gì trong việc tính cái mưa gió đâu, ta bỏ đây đi. DD DF bằng là DF drop đây. Bỏ đi rồi. Tôi muốn này. Bây giờ ta cần có attribute của chúng ta. Thì sao? Cái tay rồi. Ta sẽ cộng cột nữa. Nắn rồi, rồi. Thế ta sẽ đoạn cốt nữa, đó là đoạn attribute rồi. Hả? Attribute. Attribute bằng gì, bằng là tất cả loại này trừ cái nhãn này, nhãn này cùng không gì cả, đây quan tâm đến búi thằng ở giữa. Nếu trong cái mẫu này chúng ta quan tâm ở đây bên này, quan tâm là đây Outlook này, Community này, Win này, bốn nhãn rồi, còn những cái thằng cuối cùng ta không dùng nữa, bằng là DDF chấm column rồi không cái này list list biến thành list biến thành mạng thằng này đang này rồi, người ta bỏ bớt thằng cuối cùng. Có được đây 1 2 3 4 đây. Xong. Tiếp theo, sau khi có này rồi, ta sẽ tiếp tục là theo toán thôi. Là ID. Đầu vào của nó là S bằng là DF, DDF và AS thì bằng là attribute. Cái cùng là cái column. Thế bằng là cái play play thế này, cái cột mục tiêu của ta đây, tờ, chạy ta có gì đây, lúc này lúc thì có overcast này, giữa overcast có rain có sunny đúng không? Đây lúc này có sunny overcast rain, thằng overcast thì nó là hết rồi, lá xong. Rồi, yes. Đây, yes. Tiếp theo, thằng rain thì có win. Rain có win. Win thế nào? Win có là strong và weak. Thằng strong thì là no. Thằng weak là yes. Đây. Có weak, yes, strong, no. Tiếp theo, sunny thì sang humidity. Humidity này, có ẩm này. Có ẩm thì có rẽ ra hai thằng là high và normal. Đây, có trong cái
Thằng này là key nhá, bao nhiêu đây? 2 và normal. Thì thằng 2 thì có cái nhãn ở dưới nó là no. Còn normal nghĩa là yes. Đó là nội dung cài đặt thuật toán. Rồi, đầu gì đâu? Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải có một nội dung để ghi file này, đọc file này, dễ dàng là không khó gì cả, ai biết hết. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tính entropy. Đây, tính entropy. Sau tính entropy xong, chúng ta tính gain. Cái này thì cũng là không. Sau gain xong, chúng ta sẽ cần tính cái major class table này theo như yêu cầu của toán. Sau đó chúng ta tính ID3 toán này. Đây. Các phần giữa này chuyển một cái hàm khác này. Cho nhỏ nhỏ lại dễ. Đây, cụm nhá. Cái cụm mà đây, cụm màu xanh đen này. Cụm đen đây. Đây cụm đen. Sau đó đến cụm màu xanh là cụm này. Không phải cụm này, đây là đây, đây, cụm này. Đây. Đây là màu xanh. Nếu màu cam thì là cụm này. Nói cùng cái return của encore ở cuối chính là cái này. Đó. Kết quả là vậy thôi. Ta sẽ bọc một bỏ bớt cái đầu đi, cái đây đi, cái đây nó không có dụng gì cả, nó quá không gì luôn. Cho tính attribute đó, đó sẽ có đây.